Thì em có biết là bệnh gan bây giờ cái tần suất mắc bệnh cũng khá là nhiều. Do đó thì mình học về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của bệnh gan, chị cảm thấy cũng rất là thú vị. Thì đối với mục tiêu bài giảng thì các em sẽ nắm được là các cái rối loạn chức năng gan cũng như cái cơ chế hình thành của nó. Và từ cái cơ chế của rối loạn chức năng gan, các em sẽ biết được triệu chứng lâm sàng, tại sao bệnh gan lại có triệu chứng lâm sàng như vậy, và mình sẽ cần phối hợp những cái xét nghiệm gì, vân vân. Thì đó là mục tiêu bài giảng nha. Bây giờ đầu tiên chị cũng muốn giới thiệu về giải phẫu trước. Thì cái giải phẫu á, vị trí gan nằm ở đâu thì rất là đơn giản rồi, nhưng mà cái hình số 2 này nè, chị cũng muốn chia sẻ là gan mình có thể cho nó là cái chức năng sinh lý, là khử độc cho cơ thể. Và bản thân của gan rất là quan trọng. Gan là một cái cơ quan mà tham gia vào những cái chuyển hóa của cơ thể. Và gan cũng bị một cái gánh nặng là có rất là nhiều mầm bệnh ảnh hưởng đến gan. Do đó thì cái hình ảnh mà chị chia sẻ giải phẫu thì muốn nhấn mạnh một điều, đó là những cái tác nhân gây bệnh của đường tiêu hóa đó các em. Những cái tác nhân gây bệnh của cái đường tiêu hóa thì nó cũng ảnh hưởng đến gan. Và câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Thì chị muốn là các em phải nhớ lại giải phẫu. Gan là một cái cơ quan, nó sẽ nối trực tiếp với ống tiêu hóa thông qua hai con đường. Con đường thứ nhất là đường ống mật. Thì con đường ống mật thì các em biết liên quan những cái ký sinh trùng, ví dụ như dung chui, ống mật, vân vân. Và cái con đường thứ hai đó là hệ thống tĩnh mạch cửa. Do đó nói tóm lại, mầm bệnh của ống tiêu hóa thì thường sẽ gây biến chứng ở gan. Ví dụ như nghe nói là áp xe gan do amip nè, vân vân. Nha. Vậy thì mầm bệnh ống tiêu hóa các em phải chú ý là nó có thể di chuyển đến gan. Rồi, ngoài ra nữa còn một con đường nữa, đó là con đường máu. Con đường máu là từ hệ thống động mạch, nó sẽ mang những mầm bệnh đến. Và một trong những mầm bệnh mà tác nhân thường gặp nhất bây giờ đó là những cái virus hướng gan. Rồi, bây giờ chị điểm qua những cái chức năng gan nè. Chức năng thứ nhất là chức năng về tuần hoàn. Chức năng thứ hai là chuyển hóa tất cả các chất. Và tại sao khi nói đến bệnh gan mình nghĩ ngay triệu chứng lâm sàng là vàng da, thì nó sẽ liên quan đến chức năng cấu tạo và bài tiết mật ở gan. Chức năng thứ tư là chức năng mà không cơ quan nào thay thế được, và vừa rồi chị nhấn mạnh vai trò của nó là khử độc cho cơ thể. Chức năng thứ năm là tham gia cấu tạo và đông cầm máu. Những chức năng này mình đã học ở sinh lý rồi. Vậy thì khi bệnh nhân bệnh gan, tổn thương gan sẽ ảnh hưởng những cái chức năng cơ quan này. Và cụ thể thì chị nhấn mạnh lại cái vai trò của gan, là gan đứng một cái vai trò rất là quan trọng nối liền ống tiêu hóa với cơ thể. Đặc biệt như thế này, đa phần các em đã đi lâm sàng rồi, các em thấy là bệnh giai đoạn đầu của bệnh gan á, triệu chứng lâm sàng thầy cô dùng từ rất là mơ hồ. Ví dụ như trong các sách đều ghi nhận là triệu chứng mơ hồ đó là bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, uể oải, làm biếng làm việc, làm biếng đi học thì đi học trễ, vào lớp ngủ gục, đồ về sớm, vân vân. Chị hay nói bông đường như vậy. Thì các em sẽ thấy là tại sao giai đoạn đầu triệu chứng lâm sàng của gan mơ hồ, và cả những cái xét nghiệm về gan á, thì trừ khi là mình tầm soát về nó chứ nó chưa có biểu hiện rõ ràng. Thì thông qua cái bài này chị muốn nói một điều là các chức năng của gan nó liên quan với nhau, và tế bào nhu mô gan nó có khả năng làm việc bù trừ, trừ khi là sự tổn thương tế bào nhu mô gan với diện tích lớn thì mới tạo ra biểu hiện lâm sàng, mà lúc đó lâm sàng đã rầm rộ về sự suy giảm về chức năng gan rồi. Do đó thì đối với gan giai đoạn đầu mình rất là khó phát hiện là như vậy. Nếu mà nói về nguyên nhân thì tạm thời các em chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là yếu tố bên ngoài tác động đến gan. Nó có 3 nhóm yếu tố là do virus hướng gan. Và trong virus hướng gan thì đứng đầu là viêm gan B, C. Rồi, đối với cái nhóm mà nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng. Và đặc biệt nữa là ở Việt Nam mình có một cái nhóm nhiễm độc mãn tính do rượu. Nhiễm độc cấp tính thì cái tần suất nó không bằng nhiễm độc mãn tính. Thì đối với nhiễm độc mãn tính do rượu, các em có biết không, là khi chị hướng dẫn những các bạn mà cùng trang lứa với các em á, thì các bạn nói là cô yên tâm đi, em sẽ không bao giờ xơ gan do rượu, bởi vì em đâu có uống rượu bao giờ đâu. Và từ đó làm cho chị phải điều chỉnh bài giảng, có nghĩa là chị nói là nhiễm độc mãn tính có thể là do rượu và bia luôn nha.
Tuy nhiên cái yếu tố bên ngoài mà các em cần nhớ thường gặp nhất vẫn là những cái nhiễm virus hướng gan, cụ thể là viêm gan B, C. Còn nhóm nguyên nhân gọi là yếu tố bên trong thì gồm có ba nhóm. Thứ nhất là sỏi đường mật. Khi sỏi đường mật sẽ gây ứ mật, và khi ứ mật như vậy thì nó là một cái môi trường thuận lợi cho nhiễm trùng đường mật. À, thì đây là cái nhóm thường gặp nhất trong những nhóm yếu tố bên trong. Nhóm còn lại là do liên quan đến sự tưới máu, ứ trệ tuần hoàn ở gan, hoặc là có những cái bệnh cảnh về di truyền, ví dụ như là liên quan đến hiện tượng là chuyển hóa sắt. Chị nhắc lại, yếu tố bên ngoài đứng đầu là nhiễm virus hướng gan, còn những cái yếu tố bên trong thường gặp là do sỏi đường mật sẽ gây hiện tượng ứ mật và dẫn đến những cái bệnh cảnh lâm sàng do hậu quả ứ mật đó. Rồi bây giờ tương tự như vậy, gan có nhiều chức năng, vậy khi gan có bệnh lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng này. Và chức năng đầu tiên chị chia sẻ đó là chức năng việc tuần hoàn ở gan, và trường hợp đầu tiên là giảm lưu lượng tuần hoàn đến gan. Vậy thì thường liên quan đến hiện tượng giảm lưu lượng tuần hoàn chung hoặc là chỉ cục bộ ở gan mà thôi. Nhưng quan trọng hơn là hậu quả khi giảm hiện tượng tưới máu đến gan sẽ làm cho gan thiếu oxy, và khi gan thiếu oxy sẽ gan sẽ tự sản xuất ra một cái chất thầy cô ký hiệu là VDM, và cái chữ của nó là vasodilator materion. Thì đây là một cái nhóm chất mà tác dụng của nó là gây giãn mạch, mà giãn mạch như vậy thì nó sẽ giảm huyết áp. Do đó chỗ này nó có một cái vòng xoắn bệnh lý, có nghĩa là khi bệnh nhân mất máu thì gan thiếu oxy, mà khi gan thiếu oxy thì gan tự tạo ra chất BVM này, nó càng làm cho tình trạng giảm huyết áp nặng nề hơn. Các em cố gắng nhớ cái chất này. Thường thì cô sẽ hỏi là khi gan thiếu oxy sẽ tạo ra chất gì. Vậy ngược lại, khi ứ máu ở gan thì có chuyện gì xảy ra hay không? Thì tất cả những cái nguyên nhân cản trở dòng máu về tim phải, ví dụ như khi chị, dạ bài đầu tiên chị nói là giai đoạn đầu của suy tim phải, các em có nhớ không? Biểu hiện lâm sàng là gan to đàn xếp. Chị nhắc lại là gan to đàn xếp, cơ chế của nó là do ứ máu ở gan. Và giai đoạn đầu mình điều trị tích cực, tình trạng ứ máu nó thuyên giảm thì gan sẽ thu hồi chiều cao. Thì biểu hiện này thầy cô gọi là gan to đàn xếp, chỉ gặp ở giai đoạn đầu của tình trạng cản trở dòng máu về tim phải thôi. Nhưng mà giai đoạn mãn tính rồi thì gan sẽ to, rắn, bờ sắc và không đau, và không còn khả năng thu hồi nữa. Và thường trên lâm sàng theo kinh nghiệm của chị á, chị sẽ dựa vào cái cảm giác đau không đau để mình biết cái tình trạng ứ máu này là cấp tính hay mãn tính. Nếu như tình trạng ứ máu cấp tính, thường ở cái cảm giác đau nó sẽ xuất hiện. Còn đối với tình trạng mà gan to mãn tính rồi, thậm chí có trường hợp là gan to gan rốn luôn, nhưng mà khi mình sờ bệnh nhân không có cảm giác gì cả thì chắc chắn gan to này nó đã mãn tính rồi. Rồi, chỉ cần nhớ thêm một ý nữa, gan to đàn xếp chỉ gặp ở giai đoạn đầu của tình trạng cản trở máu trở về tim phải, các em nhé. Rồi, và vừa rồi chị nói với mình về rối loạn tuần hoàn thì bắt buộc chị phải trao đổi đến cái tĩnh mạch cửa. Các em biết là bình thường áp lực tĩnh mạch cửa rất thấp, nhưng với một số nguyên nhân, đặc biệt là tắc hệ thống tĩnh mạch cửa sẽ làm cho tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Mà khi tăng áp lực tĩnh mạch cửa đó thì hậu quả là tổ chức xơ phát triển tuần hoàn bên ngoài gan sẽ phát triển và hình thành nên hội chứng lâm sàng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Chị bắt buộc các lớp của mình các em phải nhớ ngay từ hôm nay đó là biểu hiện lâm sàng gì, nhưng mà chị nghĩ là các em đã biết trước rồi. Thứ nhất là biểu hiện căng phồng tĩnh mạch thực quản, và hậu quả của nó là vỡ tĩnh mạch thực quản này ra. Và khi bệnh nhân vỡ tĩnh mạch thực quản thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng lâm sàng là bệnh nhân sẽ nôn ra máu. Vậy thì nếu mà một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên thì các em cần chuẩn đoán phân biệt là xuất huyết tiêu hóa này từ cái ổ loét của dạ dày tá tràng. Vậy thì nó có những đặc điểm gì mình gợi ý mình phân biệt? Thứ nhất là chị muốn nói về số lượng. Nếu như chảy máu từ ổ loét dạ dày tá tràng thì cái số lượng máu nó không có đến nỗi mà nó khủng khiếp như vậy. Thường thì đối với nếu các em gặp một lần bệnh nhân xuất huyết mà do bệnh gan, các em thấy cái lượng máu rất là khủng, lượng máu rất là lớn. Còn cái một cái thứ hai nữa đó là cái lượng máu mà vỡ tĩnh mạch thực quản này rất là khó cầm. Đối với ổ loét thì cô có thể sử dụng thuốc và cầm máu rất dễ, nhưng nếu như mà từ vỡ tĩnh mạch thực quản á,
Thì nếu mà các em đã từng thấy các bác sĩ bệnh viện xử lý, các em thấy là bác sĩ phải đặt xong thực quản, mình dùng cái tác nhân cơ học để mình chèn ép vào trong cái vị trí chảy máu. Chị nói vậy không biết các em đã từng thấy chưa ha, chứ à, bởi vì cái tính chất của máu nó rất là khó cầm, và máu của nó là máu vừa mới vừa vỡ tĩnh mạch ra, chứ không hề có những cái máu cục à, đông cục lại giống như từ cái ổ loét từ dạ dày. Thì đó là đặc điểm đầu tiên là nôn ra máu do vỡ tĩnh mạch thực quản. Tương tự như vậy, một cái hậu quả thứ hai nữa là căng phồng tĩnh mạch trĩ. Và nhớ là không phải là bệnh tổn thương búi trĩ, không phải là bệnh trĩ, mà cái tĩnh mạch thực quản này à, nó do nó quá căng phồng thì nó sẽ vỡ ra, và bệnh nhân sẽ tiêu ra máu xuất huyết tiêu hóa dưới với số lượng máu nhiều nè, máu rất khó cầm nè, đó là cái thứ hai ha. Và một cái biểu hiện thứ ba nữa mà khi khám bụng à, với kỹ năng nhìn thì mình hay mô tả bệnh nhân là bụng bệnh nhân có tuần hoàn bàn hệ hay không. Thế thì tuần hoàn bàn hệ là gì? Thì à, chắc chắn là trong lớp mình có bạn biết đã nhìn thấy hoặc có bạn là không, do đó thì chị sẽ share cái hình ảnh này trước. À, nhìn vào cái hình ảnh này thì các em phát hiện là trên bụng bệnh nhân sẽ có những cái tĩnh mạch quàng quèo trên da bụng mà bình thường mình rất là khó thấy. À, và thường các anh chị đi trước cho rằng bụng bệnh nhân có cái bản đồ à, đường kẻ bản đồ màu xanh, đó là cái cách mà các bạn nhận dạng ra. À, vậy chị nhắc lại tuần hoàn bằng hệ là khi mình khám bụng mình phải dùng kỹ năng nhìn, các em sẽ thấy rất là nhiều hệ thống tĩnh mạch quằn quèo ở trên bụng bệnh nhân, thì đây là biểu hiện tuần hoàn bàn hệ. Chị nhắc lại nha, hội chứng lâm sàng của tăng áp lực tĩnh mạch cổ là căng phồng tĩnh mạch thực quản, căng phồng tĩnh mạch trĩ và tuần hoàn bàn hệ. À, tiếp theo chị sẽ chia sẻ luôn cái hình này để một hồi chị giải thích cơ chế một lượt cho em nghe luôn. Đập vào mắt mình là bụng bệnh nhân rất là to, mà bụng to này mình hay nói đùa là chắc bệnh nhân sắp đẻ, mà thật ra không phải đẻ em bé, mà trong bụng bệnh nhân là nước và chất dinh dưỡng. Thì đối với lâm sàng này thì cô gọi là cổ trướng hay là bụng bám, bởi vì nó có cái dịch bám ở trong đó. À, và đặc biệt các em thấy thể trạng bệnh nhân, chị nghĩ là à, mình học online các em thấy cái hình ảnh này rất là cụ thể, thể trạng bệnh nhân rất là gầy, suy nhược da nè, da cánh tay nè, các em thấy là à, nhăn hết luôn. À, đây là xương sườn nổi rõ trên bệnh nhân, thể trạng rất là suy nhược, mà đập vào mắt mình là cái hình ảnh bụng bệnh nhân à, chứa rất là nhiều dịch như vậy. Rồi, à, nếu mà học trực tiếp chị hay hỏi là à, các em nhìn hình và đoán xem giới tính bệnh nhân là gì, thì có một số bạn à, à, bạn là cho là đó là giới tính nữ đúng không? Chị hay hỏi là ông già hay bà già. À, thật ra thì nhìn vào mình có tiêu chí chẩn đoán là bà già đúng không ạ? Nhưng mà thực tế đây là hình ảnh của ông già. À, và điều chị muốn nhắc nhở một cái thông điệp là à, gan thì có ảnh hưởng đến hormone sinh dục, và đặc biệt những cái giai đoạn cuối của bệnh gan, các em dựa vào những tiêu chí mà chẩn đoán ông già hay bà già là sai lầm ha. Sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng mà nó làm cho hiện tượng đảo ngược về giới tính của bệnh nhân. Rồi, đó là những cái đặc điểm mà chị chia sẻ với các em. Tiếp theo là mình phải giải thích tại sao lại có cái hội chứng tăng lâm sàng tăng áp lực tĩnh mạch cổ như vậy. Thì thật ra cái hình đây là những cái hình của thầy cô đầu ngành, hình trắng đen thôi, nhưng mà nó đưa đến một cái thông điệp rất là dễ hiểu. Nhìn vào hình này để giải thích tại sao có hội chứng lâm sàng như vậy thì các em phải tìm vị trí giải phẫu của các cái hệ thống tĩnh mạch. Thì đây là vị trí của tĩnh mạch cửa nè, đây là tĩnh mạch chủ trên nè, đây là tĩnh mạch chủ dưới. Thế bây giờ mình tìm tĩnh mạch thực quản đi, nó nằm ở vị trí này ha. Tĩnh mạch thực quản thì nó là nhánh nối, nó là tĩnh mạch gắn giữa tĩnh mạch cửa với chủ trên. Còn tĩnh mạch trĩ nó đang là vị trí dưới này, thì nó cũng là tĩnh mạch gắn, tĩnh mạch nối giữa tĩnh mạch cửa với chủ dưới. Còn tuần hoàn bằng hệ nó chính là những cái vị trí này ha. Tuần hoàn bằng hệ nó là nhánh nối giữa tĩnh mạch cửa với chủ trên hoặc tĩnh mạch cửa với chủ dưới. Và sau khi mình nhìn cái cấu trúc giải phẫu về mạch máu tĩnh mạch như vậy thì mình phát hiện ra là bình thường tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới nó có áp lực của nó để nó đẩy máu trở về, nhưng mà tĩnh mạch cửa áp lực nó rất là thấp, do đó việc lượng máu từ tĩnh mạch chủ trên chủ dưới trở về tim rất là dễ. Và khi bệnh nhân có bệnh lý về gan, áp lực tĩnh mạch cửa tăng lên thì các em thấy việc dòng máu mà trở về tim phải rất khó khăn, bởi vì cái tĩnh mạch cửa này nó tăng và bắt buộc là nó phải ứ máu ở những cái tĩnh mạch gánh này, và trong những cái y văn thầy cô hay dùng là à, tĩnh mạch gánh. À, và giai đoạn đầu tiên là nó sẽ ứ máu,
bởi vì hai đoạn đầu của nó đều tăng áp lực hết thì nó sẽ ứ máu ở đây. Thì giai đoạn đầu này mình gọi là căng phồng tĩnh mạch thực quản hay tĩnh trĩ hay tuần hoàn bằng hệ. Nhưng mà khi cái áp lực của nó quá cao, đến lúc mà nó không chịu nổi áp lực chứa máu này nữa thì bắt buộc nó sẽ vỡ ra và hình thành nên hội chứng lâm sàng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giống như chị vừa trao đổi với các em. Dĩ nhiên các em biết là đối với tại sao kỹ năng đầu tiên của người bác sĩ mình thăm khám phải là kỹ năng nhìn. Nếu các em nhìn thấy tuần hoàn bằng hệ như vậy, hoặc ngược lại nếu các em nhìn thấy cái mạch đập, trên bụng bệnh nhân mình hay gọi là phình động mạch chủ bụng, thì nguyên tắc là mình không được chạm vào nó ha. Thì kỹ năng nhìn, chị nhắc lại một lần nữa, rất quan trọng, sẽ giúp các em đánh giá được cái tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. Rồi bây giờ làm sao giải thích được cái cổ trướng, cái sự hình thành dịch tán ở trong cái ổ bụng này? Thì cơ chế đầu tiên mà chị cố tình tô đỏ, tô đậm có nghĩa là đây là một cơ chế rất là quan trọng. Khi tăng áp lực tĩnh mạch cửa có nghĩa là đồng nghĩa với việc tăng áp lực thủy tĩnh và đẩy nước vào trong cái khoang màng bụng này. Thì đây là cơ chế rất là quan trọng. Cơ chế thứ hai, các em nên hiểu với góc độ là gan là một cái cơ quan tạo ra một số chất, và đặc biệt là những cái chất mà trong cái chuyển hóa của hóa chất trung gian. Các em đã được học các hóa chất trung gian trong bài viêm thầy hướng dẫn cho em. Thì các em biết các hóa chất trung gian này, tác dụng của nó là gây tăng tính nấm thành mạch. Và chính vì tăng tính nấm thành mạch đó, thì cái khoảng giữa tế bào nội mô thành mạch đó, nó sẽ rộng hơn bình thường. Bình thường chỉ cho nước và điện giải từ lòng mạch qua giang bào thôi. Nhưng mà khi có hiện tượng tăng tính nấm thành mạch đó, thì sẽ hiện tượng là thoát huyết tương. Và cái hiện tượng thoát huyết tương này nó sẽ đẩy dịch và các cái chất vào trong cái khoang màng bụng này. Cơ chế thứ ba, và nó cũng liên quan đến cái bài rối loạn chuyển hóa muối nước. Các em biết gan là cơ quan để tạo ra albumin. Do đó khi gan suy thì gan albumin sẽ giảm. Mà albumin thì nó sẽ quyết định áp suất keo. Nó sẽ dẫn đến là giảm áp suất keo. Rồi, cơ chế thứ tư là do không phân hủy được cái hormone ADH và aldosterone. Thì chị nhấn mạnh vai trò của gan không những tổng hợp một số chất quan trọng mà nó là một cơ quan để phân hủy một số chất đã được tạo ra trong cơ thể, vì thế giúp cơ thể cân bằng nội môi được. Và cơ chế cuối cùng có tên gọi là cường aldosterone thứ phát, bởi vì khi cái bụng bệnh nhân to như vậy nó sẽ chèn ép cái lượng máu tưới đến thận, mà khi chèn ép như vậy sẽ kích hoạt hệ thống renin và như vậy sẽ tạo ra cái aldosterone thứ phát. Và hình ảnh cái bụng to như vậy làm cho các em nhớ lại cái bài hô hấp mà chị cổ dạy. Cái cơ chế gọi là rối loạn thông khí, hạn chế. Cái áp lực ổ bụng to như vậy sẽ chèn ép làm cho sự giãn nở lồng ngực khi bệnh nhân thông khí rất khó khăn. Hôm trước chị có nói là bệnh nhân chưa tử vong vì bệnh suy chức năng gan, thì đã cái mà làm cho bệnh nhân mà đang giai đoạn này mình cần phải cấp cứu là bệnh nhân sẽ dẫn đến suy hô hấp. Và cái suy hô hấp của bệnh nhân không phải bệnh lý của cơ quan hô hấp mà là do cái ổ bụng này đang có hiện tượng cổ trướng. Vì thế thường trong xử trí là mình phải chọc do dịch ổ bụng để giảm đi cái áp lực ổ bụng và làm cho lồng ngực bệnh nhân có cái sự cử động dễ dàng hơn. Với nguyên tắc là phải chọc từ từ và mỗi lần chọc không quá 2 lít dịch. Ha, nếu mình cố gắng mình hút dịch nhiều quá thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Là như vậy, đó là cách xử trí. Chị nhắc lại, nếu câu hỏi là các cơ chế hình thành thì nó là từ 1 đến 5. Nhưng thầy cô hay hỏi cái cơ chế quan trọng, cái cơ chế chính mà bắt đầu từ cái cơ chế bệnh sinh của bệnh gan á, thì mình phải chọn cái đáp án đậm nhất, đó là tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay còn gọi là tăng áp lực thủy tĩnh. Nên đó là cơ chế quan trọng từ cơ chế bệnh sinh. Rồi, bây giờ tiếp theo là chức năng thứ hai. Khi bệnh nhân có bệnh suy chức năng tế bào gan sẽ dẫn đến là rối loạn chuyển hóa các chất. Mà chuyển hóa chất đầu tiên mà chị phải chia sẻ ngay đó là rối loạn về chuyển hóa về ROTIT. Đối với chuyển hóa ROTIT thì chức năng đầu tiên là gan tổng hợp một số chất ROTIT quan trọng. Vậy thì khi suy tế bào gan thì có một số ROTIT nó sẽ không được tạo ra, và ấn tượng đầu tiên của mình đó là albumin trong máu giảm. Thì albumin máu giảm thì nãy chị nói nó sẽ liên quan đến áp suất keo. Tuy nhiên ở trên lâm sàng mình có thể định lượng nồng độ albumin để mình đánh giá được chức năng của tế bào gan nó suy với mức độ như thế nào nha. Đó là cái xét nghiệm rất là quan trọng để đánh giá chức năng tổng hợp của tế bào gan.
À, các em cũng thấy là tỷ lệ A trên G đảo ngược thì chị cổ giải thích như thế này: chữ A nó là albumin, chữ G nó là globulin, và sinh lý bình thường là albumin lúc nào cũng lớn hơn globulin, vậy tỷ lệ của nó có nghĩa là sinh lý bình thường nó phải lớn hơn một. Vậy đảo ngược có nghĩa là khi tỷ lệ này bằng một là nó đã có vấn đề, mà nặng nề hơn nữa là nó nhỏ hơn một, thì chứng tỏ là nồng độ albumin giảm rất nhiều. Và điều đặc biệt nữa, chị muốn em ấn tượng là không những mình xét nghiệm định lượng albumin trong máu, mà mình còn những xét nghiệm những yếu tố đông cầm máu cho gan tạo ra. Ví dụ yếu tố đầu tiên là mình định lượng fibrinogen. Cái thứ hai là mình xét nghiệm thời gian prothrombin. Yếu tố 5, 7, 9, 10 là những yếu tố do gan tạo ra. Và khi gan suy thì những yếu tố này sẽ giảm. Và tùy theo mức độ giảm của nó để mình đánh giá là mức độ của suy tế bào gan. À, do đó khi chị nhắc lại cái yếu tố đông tầm máu này sẽ giúp em giải thích được là hồi nãy chị nói hội chứng lâm sàng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, mà khi bệnh nhân ói ra máu hay tiêu ra máu thì máu của nó rất là khó cầm, thì một trong những cơ chế giải thích chị nhắc lại bởi vì gan tham gia tạo ra một số yếu tố đông cầm máu ha. Do đó thì mình sẽ giải thích được triệu chứng lâm sàng và mình sẽ có những cái xét nghiệm tương ứng rồi. À, bên cạnh đó gan suy thì sẽ giảm phân hủy một số ruột tiết, và đặc biệt là những ruột tiết đi từ ống tiêu hóa. Đôi khi cái những bệnh gan thì sẽ làm cho cái tần suất cái bệnh dị ứng nó sẽ cao hơn, và đặc biệt là việc dùng thuốc. Chị nhắc nhở các em như thế này, chắc là các em sẽ biết nhiều nhóm thuốc rồi, nhưng mà đối với dược phẩm là những cái thuốc mà mình điều trị cho con người nè, mình đang học nè, thì không có dược phẩm nào lại có chỉ định là để bảo vệ tế bào nhu mô gan. Do đó nếu mà chuyên ngành là gan mật thì thường thầy cô nhắc nhở là những bệnh nhân suy tế bào gan thì khi dùng thuốc phải cẩn thận, thứ nhất đúng chỉ định, và đặc biệt khi suy gan suy thận thì mình phải giảm cái liều nữa, điều này chắc là em biết. Và đặc biệt là không dùng những cái thuốc mà mình gọi là, chị xin lỗi chị dùng từ là nó bổ lung tung, bởi vì nó không có đúng chỉ định. Và nếu như về dùng vitamin thì thường thì cô chỉ duy nhất dùng một cái nhóm đó là vitamin K thôi. Và tại sao như vậy thì chút xíu chị sẽ nhắc. Và rất là dễ gây dị ứng thuốc, dễ rất dễ gây sốc phản vệ nếu như mình dùng thuốc không đúng chỉ định. Rồi, chức năng thận rối loạn chuyển hóa. Vừa rồi chị trao đổi với mình ruột tiết, bây giờ chị trao đổi đến lipid. Các biết gan tham gia vào tạo mỡ mỡ. Do đó khi gan suy thì cái lượng mỡ mật này nó sẽ giảm. Mà mỡ mật giảm thì quá trình tiêu hóa thức ăn nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế bệnh nhân sẽ cảm thấy là không những mệt mỏi, uể oải, chán ăn, đầy bụng và khó tiêu. Và vừa rồi lớp IB Gamma 3 có học và bài tiêu hóa đấy, thì các em biết đầy bụng khó tiêu cũng là triệu chứng lâm sàng của dạ dày. Do đó đầy bụng khó tiêu là một cái triệu chứng có thể là ở dạ dày, cũng có thể là ở ruột và cũng có thể là gan mật luôn. À, gọi là triệu chứng chung của ống tiêu hóa, nó không phải là triệu chứng đặc thù. Và đặc biệt nhất là các bạn nam đó, thì thường là đối với giới tính nam đó, thì họ rất ngại chuyện đi khám bệnh vân vân. Do đó khi mà bắt đầu lứa tuổi trung niên, bụng to quá, bắt đầu mới đi siêu âm bụng thì phát hiện là gan nhiễm mỡ. Hay gan nhiễm mỡ mình chỉ xác định qua siêu âm thôi, siêu âm bụng thôi. Thế bây giờ nếu như tế bào gan nhiễm mỡ thì điều đầu tiên các em quan tâm cho chị là độ tuổi như thế nào. Nếu mà lứa tuổi trung niên mà mức độ gan nhiễm mỡ nhẹ thì có thể là liên quan đến sự chuyển hóa lipid của theo lứa tuổi. Nhưng mà có những trường hợp nó bất thường như thế này: tế bào gan nhiễm mỡ xuất hiện ở người trẻ, mức độ thì rất là nặng, và đặc biệt là nó không song hành với thể trạng. Có những người mình nhìn rất là gầy nhưng mà lại có gan nhiễm mỡ, thì các em nên quan tâm đến về chức năng gan. Nên tầm soát chức năng gan thì cũng có một hình để nhắc lại về chức năng sinh lý của gan như thế này. Axit béo sau khi được hấp thu từ tế bào biểu mô ruột, nó sẽ đến gan. Từ nguyên liệu axit béo này, gan sẽ tạo ra những cái chất mà tham gia vào trong cấu trúc cơ thể. Ví dụ cholesterol, phospholipid, những cái thể cytosine khác. Và điều này là mình liên tưởng là tại sao bác sĩ nhi khoa hay khuyên bà mẹ là bổ sung muỗng dầu cho trẻ. Chị khẳng định axit béo rất là quan trọng để giúp cho cái sự phát triển về thể chất của trẻ. Tuy nhiên
axit béo này nó có thể chuyển thành cái dạng dự trữ là triglycerides ha, với điều kiện tế bào mô gan khỏe mạnh bình thường. Và triglycerides này có thể có kết hợp với cholesterol, có thể kết hợp với apolipoprotein, chị hay nói nó là xe chuyển mỡ, bởi vì nó là do gan tạo ra luôn, để thành cái dạng mỡ lưu hành trong máu là lipoprotein, dạng LDL, HDL đó các em. Vậy câu chuyện đặt ra là khi suy tế bào gan, ví dụ tế bào gan nhiễm mỡ thì mình hay khuyên bệnh nhân là phải cử dòng mỡ. Nhưng dù cho bệnh nhân cử dòng mỡ như thế nào thì các em cần lưu ý là axit béo có thể tạo thành từ quá trình chuyển hóa của các chất tạo ra nó, chứ không phải đơn thuần chỉ là liên quan đến thức ăn ha. Và như vậy thì nếu như thật sự bệnh nhân bệnh gan thì dù cho chế độ ăn cử như thế nào thì cái mức độ mà gan nhiễm mỡ nó vẫn tăng lên, bởi vì axit béo này nó được tạo ra từ quá trình chuyển hóa các chất, và khi nó đến thì nó sẽ không tạo ra những chất tham gia cấu trúc cơ thể, do đó thể trạng bệnh nhân suy sụp rất là nhanh. Cái thứ hai nữa, đó là điều quan trọng nhất, là axit béo này nó cũng không tạo ra dạng mỡ ở trong máu mà nó chỉ bám quanh tế bào gan thôi, và như vậy thì nó sẽ tạo ra cái mức độ gan nhiễm mỡ nó tăng lên theo thời gian. Vậy cái điều mà chị nhắc nhở là không những tế bào gan nhiễm mỡ mà khi mình xét nghiệm mỡ trong máu thì lại thấy là có dấu hiệu bất thường là nó sẽ giảm. Bình thường bác sĩ mình chỉ quan tâm là mỡ trong máu cao nguy cơ cho những cái bệnh lý về tim mạch, nhưng chị khuyên các em là cái chất nào trong cơ thể bình thường thì tốt, tăng lên cũng không được mà giảm cũng không được. Nếu như nó giảm phải đặt ngay một cái câu hỏi là cơ quan nào tạo ra nó, và nó giảm như vậy thì có phải chức năng cơ quan đó có vấn đề hay không. Và gan thì các em cũng biết là một cái cơ quan liên quan đến hấp thu bốn cái vitamin quan trọng, đó là A, D, E, K. Và vừa rồi chị mới nói là trên lâm sàng thầy cô hay là tiêm cho bệnh nhân vitamin K1 khi xuất chức năng gan bệnh nhân có vấn đề, bởi vì vitamin K thì nó sẽ liên quan đến tiềm chất của đông cầm máu, do đó mình sẽ dự phòng cái biến chứng xuất huyết trên bệnh nhân bằng cách là mình sẽ tiêm vitamin K ha. Những cái gì trên bài giảng của chị, tô đậm, tô đỏ hay tô xanh gì đó là các em phải quan tâm. A, D, E, K là bốn vitamin liên quan đến gan, đặc biệt là vitamin K. Rồi, bây giờ đến chức năng chuyển hóa lipid cũng rất là quan trọng. Các em biết gan cũng là cơ quan chuyển gluco thành glycogen dự trữ. Vậy thì khi chức năng gan có vấn đề thì glycogen dự trữ sẽ giảm, do đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện lâm sàng là cũng dễ gây hạ đường huyết. Nhưng mà chị nhấn mạnh như thế này, không phải bệnh nhân nào hạ đường huyết cũng là suy tế bào gan nha. Hay là cũng có một cái câu nói như thế này, bệnh nhân bị suy tế bào gan có thể biểu hiện lâm sàng là hạ đường huyết, có thể biểu hiện lâm sàng là vàng da vàng mắt, nhưng bệnh nhân vàng da vàng mắt hạ đường huyết chưa chắc chỉ bệnh gan. Ta phải hiểu cái câu nói của chị. Và đặc biệt nữa, chị muốn nhấn mạnh chỗ này, điều này rất hay và rất quan trọng. Gan cũng là một cơ quan tham gia vào tạo ra những cái chất tiềm chất enzyme trong chu trình rep. Vậy khi tế bào gan suy thì bệnh nhân sẽ không có năng lượng, giảm năng lượng. Do đó các em có nhớ là ngay từ đầu chị nói là bệnh nhân giai đoạn đầu có biểu hiện triệu chứng chung chung là mệt mỏi, quẫy quẫy, không có năng lượng để làm việc, vân vân. Và đặc biệt khi chuyển hóa năng lượng thì tạo ra những cái sản phẩm dở dang, và đặc biệt sẽ tạo ra sản phẩm là axit lactic và axit pyruvic. Và hai sản phẩm axit này khi tăng lên từ quá trình chuyển hóa thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả là bệnh nhân bệnh gan sẽ có hậu quả là sẽ bị rối loạn căn bào axit bazơ, nhưng cái thể của nó là nhiễm toan chuyển hóa. Các em có nghe kỹ không ạ? Nhiễm toan chuyển hóa nha, nhớ kỹ giúp chị. Do đó khi mình theo dõi những cái bệnh nhân bệnh gan nặng thì các em phải chú ý, có thể bệnh nhân sẽ rối loạn căn bào axit bazơ theo cái thể là nhiễm toan chuyển hóa, bởi vì sẽ tạo ra những cái sản phẩm axit lactic và axit pyruvic trong máu bệnh nhân. Mà khi mình làm bệnh viện mình thấy bác sĩ hay xử trí là bác sĩ sẽ tiêm natri bicarbonate đó ha. Và chính axit lactic này nó cũng tạo ra biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân đau nhức trong cơ thể rất là khủng khiếp ha. Và đặc biệt lưu ý là những toan chuyển hóa. Rồi bây giờ chị trao đổi đến chức năng khử độc mà không cơ quan nào thay thế được. Có hai cách để gan giúp bảo vệ cơ thể. Cách thứ nhất gọi là cố định mà thải trừ, và cách thứ hai là dùng phản ứng hóa học để thực hiện chức năng khử độc này.
thì tế bào nhu mô gan là một cái tế bào, loại tế bào rất là đặc biệt, và nó phải làm việc liên tục thực hiện các cái phản ứng hóa học. Thì đối với cái phản ứng hóa học đó các em, thì các em học ở bộ môn hóa sinh hóa đó, thì cô dạy những cái phản ứng hóa học, ví dụ như là phản ứng chuyển hóa pyrimidine từ tự do sang dạng kết hợp chẳng hạn ha. Thì gan, tế bào nhu mô gan phải dùng phản ứng hóa học liên tục để tạo, để khử những cái chất độc gây cho cơ thể thành một cái chất không độc. Ngoài ra tại gan còn một loại tế bào nữa tên gọi nó là tế bào Kupffer. Và chị hay hỏi là tế bào Kupffer có phải là tế bào nhu mô gan hay không? Mà câu trả lời rất là đơn giản, nếu là tế bào nhu mô gan thì chị đã gọi là tế bào nhu mô gan rồi, đúng không ạ? Do đó tế bào Kupffer không phải là tế bào nhu mô gan mà nó là tế bào miễn dịch, và thật sự nó là đại thực bào. Khi đại thực bào đến gan thì nó được mang tên là tế bào Kupffer. Mà tế bào miễn dịch đến gan thì nó sẽ làm nhiệm vụ là tham gia vào đáp ứng miễn dịch của nó. À, mà nó là đại thực bào, có nghĩa là nó có khả năng tham gia vào trong quá trình thực bào. Vậy thì khi nó phát hiện có mầm bệnh, có những cái chất gì đó nguy hiểm, thì nó sẽ bằng cái phương pháp là thực bào của nó bắt giữ và nó hủy đi. À, hoặc là nó sẽ khởi động một cái đáp ứng miễn dịch, dịch thể sẽ giúp cơ thể tạo ra kháng thể để chống trả lại. Như vậy chỗ này mình có thể hiểu Kupffer là tế bào miễn dịch, nó sẽ tham gia một cái phương pháp là cố định thải trừ, tham gia vào đáp ứng miễn dịch. Còn tế bào nhu mô gan thì nó sẽ tham gia vào cái phản ứng hóa học để chuyển những cái chất nào đó gây nguy hiểm cho cơ thể từ cái phản ứng của cơ thể tạo ra thành chất không độc. Và cụ thể chị thể hiện qua hai cái ví dụ, hai minh chứng. Minh chứng thứ nhất là sắc uống mật bilirubin, thì ai trong ba lớp mình cũng biết được là bilirubin tự do nó rất là độc cho cơ thể, và khi nó được đến gan thì gan sẽ dùng một cái phản ứng là nó sẽ kết hợp với axit glucuronic để tạo thành một cái bilirubin gọi là kết hợp hay là liên hợp. Thì khi đã kết hợp liên hợp thì nó sẽ không độc. Rồi, một minh chứng thứ hai là liên quan đến NH3. NH3 là quá trình chuyển hóa đạm tạo ra nó. Và các em nên còn biết là NH3 về nguyên tắc là không được tăng cao trong máu. Khi nó tăng cao trong máu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tế bào máu não, sẽ dẫn đến hôn mê. Thế tế bào nhu mô gan phải chuyển hóa NH3 thành ure để đào thải. Ha. Thì đó là hai minh chứng cho thấy phản ứng hóa học là gì, là gan sẽ phản ứng từ những cái chất mà có thể gây độc cho cơ thể thành chất không độc. Thì cái cách đó mình gọi là phản ứng hóa học. Bây giờ đây là hình ảnh rất là quen, chị muốn nói đến sắc tố mật, chị muốn nói đến biểu hiện lâm sàng vàng da vàng mắt của bệnh nhân trên lâm sàng. Và cái sơ đồ này em đã học được rất là nhiều bộ môn rồi. Do đó bản thân chị khi dạy về cơ chế bệnh sinh á, thì chị chỉ nhắc nhở các em như thế này. Đứng trước một bệnh nhân vàng da vàng mắt thì các em phải biết vàng da mắt này phân loại theo nguyên nhân là trước gan, tại gan hay sau gan. Có nghĩa là bây giờ mình lấy gan làm trung tâm đi. Trước gan là liên quan đến những hiện tượng tán huyết gì đó ha, và làm cho vỡ hồng cầu. Và cái bilirubin tự do được tạo ra thì nó cũng gắn kết với albumin. Vậy albumin này cũng là do gan tạo ra ha. Thì cái nhóm này gọi là trước gan. Và trước gan thì có những cái bệnh cảnh, ví dụ như chị nói là bệnh nhân có biểu hiện là sốt, rét run, vàng da vàng mắt, gan to, vậy thì và kết quả là ký sinh trùng sốt rét dương tính chẳng hạn. Thế thì vàng da vàng mắt này theo phân loại thì nằm trước gan, tại gan hay sau gan? Và đây là những cái câu hỏi tình huống rất là dễ. Theo cơ chế thì mình sẽ biết nó nằm trong cái nhóm là trước gan ha. Và sau khi được đến gan thì gan sẽ dùng cái phản ứng hóa học chị vừa mới trao đổi với gan đó, là gắn kết với axit glucuronic để tạo thành một cái dạng kết hợp. Vậy khi suy chức năng tế bào gan xảy ra thì cái phản ứng này sẽ không thực hiện được ha, thì nguyên nhân nó là tại gan. Rồi còn trường hợp còn lại là sau gan, trước gan bình thường, tại gan bình thường nhưng liên quan đến cản trở đường mật, thì cái cơ chế của nó là do tắc đường mật sau gan. Thì đây là nhiệm vụ các em phải nhận dạng: trước gan là do tán huyết, tại gan thường là do tổn thương tế bào gan, và sau gan là do tắc đường mật nhé. Rồi bây giờ đến chức năng cấu tạo và đông cầm máu. Gan là một cái cơ quan
là đặc biệt, tạo ra những chất quan trọng để tạo nên hồng cầu. Gan cũng là cơ quan để tạo ra liên quan đến quá trình hấp thu và dự trữ B12 và axit folic, cũng hỗ trợ cho quá trình tạo ra hồng cầu. Vậy thì ý chị muốn nói khi bệnh nhân bị suy tế bào gan thì có triệu chứng lâm sàng gợi ý là bệnh nhân bị thiếu máu, nhưng mà cơ chế thiếu máu là thiếu nguyên liệu để tạo nên hồng cầu. Và thường á, khi bệnh nhân đến khám, đôi khi mình phát hiện triệu chứng của bệnh nhân là bệnh nhân than với các em là họ có những cái xuất huyết ở trên da do va chạm hoặc là tự nhiên, thì các em đừng quên cũng nên tầm soát về chức năng gan, bởi vì gan tham gia vào trong tạo ra những cái yếu tố đông cầm máu quan trọng cho cơ thể. Chị muốn nhắc nhở thêm một điều, tương tự như vậy, đứng trước một bệnh nhân xuất huyết thì có thể liên quan đến gan, nhưng mà không phải chắc chắn được là xuất huyết này chắc chắn là do bệnh gan, mà thường mình cũng tầm soát ba nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là yếu tố thành mạch này, những cái bệnh lý về gan và những cái bệnh lý khác mà tạo ra những yếu tố không phải là do gan tạo ra ha. Thì đó là cái cách để mình suy nghĩ, để mình tìm ra nguyên nhân gây ra biểu hiện lâm sàng đó. Rồi, và theo diễn tiến của nó, bắt đầu từ nguyên nhân sẽ dẫn đến tình trạng suy tế bào gan cấp tính. Nếu mà suy tế bào gan cấp tính nặng thì thường sẽ dẫn đến hôn mê gan ở lâm sàng. Còn những cái trường hợp bệnh nhân chuyển sang cái trạng là viêm gan mãn tính, thì viêm gan mãn tính này đôi khi đợt cấp của nó sẽ dẫn đến là hôn mê gan hoặc có thể là diễn biến thành ung thư gan. Do đó thì cái chỗ này chị muốn nói là khi suy tế bào gan đến mức độ nặng nề sẽ dẫn đến là hôn mê gan. Và nếu như tình trạng viêm gan mãn tính, có nghĩa là trong tiền sử bệnh nhân này đã biết bệnh gan rồi, thì sẽ có một cái giai đoạn trước khi hôn mê gan, thì biểu hiện lâm sàng đó có thể gọi là tiền hôn mê gan. Thế tiền hôn mê gan đó là giai đoạn bác sĩ mình phải chẩn đoán cho ra, chứ nếu đã đi vào hôn mê gan rồi thì rất là khó. Vậy tiền hôn mê gan có biểu hiện lâm sàng là gì? Thì chị khuyên các em hãy chú ý về tri giác của bệnh nhân. Đó là lý do tại sao khi khám bệnh mình hay hỏi bệnh nhân thông tin, phải có sự trao đổi với bệnh nhân. Ví dụ như là có những bệnh nhân khám bệnh, bệnh nhân này có thể nằm một tháng ở bệnh viện mình, chị thậm chí là chị thuộc rõ họ tên bệnh nhân vân vách luôn. Tuy nhiên thì khám bệnh chị vẫn hỏi lại bệnh nhân, hỏi lại mỗi ngày bao nhiêu tuổi rồi, người này là ai. Mục đích của chị là đánh giá tri giác bệnh nhân ngày hôm nay như thế nào ha. Thứ nhất là rối loạn tri giác, bệnh nhân trả lời rất đúng rất sai, đó là dấu hiệu nhận biết đầu tiên. Cái thứ hai, khi đã xuất hiện rối loạn tri giác rồi, các em hãy chú ý cho chị cái cử động chi của bệnh nhân, đặc biệt là chi trên. Thì trong y văn thầy cô hay dùng từ là múa vòn, có nghĩa là hay là dấu hiệu ve vẫy chi. Dấu hiệu ve vẫy chi, dấu hiệu ve vẫy chi là bệnh nhân có những cái cử động ở chi trên mà nó không theo cái sự điều khiển của thần kinh nha. Thì đó là hai cái biểu hiện lâm sàng mà được giải thích dựa vào cơ chế hôn mê gan. Rồi, tình trạng hôn mê gan của bệnh nhân thì có ba cái nhóm cơ chế. Nhóm cơ chế thứ nhất mà chị nghĩ bạn nào cũng biết là liên quan đến nồng độ NH3 trong máu. Bởi vì khi gan suy, NH3 sẽ không chuyển thành dạng ure để đại thải. Vậy thì nồng độ NH3 trong máu sẽ tăng cao và nó sẽ tạo ra một cái biểu hiện lâm sàng. Trong y văn cũng ghi nhận là cái hơi thở bệnh nhân sẽ có mùi của NH3. Mùi NH3 này thì có một số sách ghi nhận là mùi khai, mùi của trái cây chín thối, vân vân. Nói chung là mùi của NH3. Và chị cũng muốn ba lớp mình lưu ý giùm chị một điều, là cái nồng độ mình định lượng NH3 trong máu nó không song hành với mức độ hôn mê của bệnh nhân. Chẳng hạn như bệnh nhân hôn mê rất là sâu, nhưng mà khi chị có định lượng nồng NH3 thì có thể là nó tăng nhẹ, vì rõ ràng là nó không có liên quan với nhau. Hoặc là có những cái trường hợp nồng độ NH3 tăng lên rất là cao, nhưng mà mức độ hôn mê thì nhẹ. Chính vì thế thầy cô mới nói là không những đơn thuần liên quan đến NH3 mà giải thích hôn mê gan có thể liên quan đến nhiều cơ chế khác đi kèm. Và cơ chế thứ hai thầy cô gọi là tăng chất dẫn truyền thần kinh giả. Vậy thì chất dẫn truyền thần kinh thì các em cũng biết, khi mình học sinh lý thầy cô dạy mình dẫn chất dẫn truyền thần kinh thì tạm thời mình hiểu đó là chất thật do cơ thể tạo ra trong sinh lý bình thường, đó là dopamine, đó là serotonin, đúng không ạ? Như vậy thì khi những cái chất này cũng là do gan tạo ra, thế khi gan suy, thay vì tạo thành những cái chất thật đó
những cái chất dẫn truyền sinh lý bình thường đó, thì gan sẽ tạo ra hai chất dẫn truyền thần kinh mà nó thay thế, đó là octobamine và phenethanolamine. Nó sẽ ảnh hưởng đến tri giác của bệnh nhân, à nó sẽ ảnh hưởng đến cái dấu hiệu mà ve vẩy chi hồi nãy chị trao đổi, thì liên quan đến hai cái chất dẫn truyền thần kinh giả này. À, do đó hai ba lớp mình phải nhớ cho chị những chất dẫn truyền thần kinh giả đã được chị tô đậm rồi, có nghĩa là nó sẽ thay thế, bởi vì khi suy tế bào gan không tạo ra những chất dẫn truyền thần kinh thật trong sinh lý, mà nó sẽ tạo ra những cái chất thay thế, đó là octobamine, đó là phenethanolamine, và tạo ra những triệu chứng lâm sàng của tiền hôn mê gan. Còn hơi thở bệnh nhân có cái mùi NH3 là bệnh nhân đã vào hôn mê gan rồi. Và cái cơ chế thứ ba đó là do sự mất cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh kích thích và ức chế ha, và cụ thể là liên quan đến cái nhóm chất ức chế, mà nhóm chất ức chế đó nó là GABA. Đây cũng là một loại axit amin do gan tạo ra, và bình thường GABA tham gia vào ức chế dẫn truyền. Vậy khi gan suy thì nồng độ GABA trong máu tăng lên, mà GABA trong máu tăng lên thì nó sẽ ức chế dẫn truyền thần kinh, do đó nó cũng góp phần làm cho mức độ hôn mê gan nặng hơn. Tóm lại có 3 cơ chế hôn mê gan đã được ghi nhận. Thứ nhất là liên quan nồng độ NH3 trong máu, nó sẽ tạo ra biểu hiện lâm sàng hơi thở bệnh nhân có mùi NH3. Tuy nhiên mức độ của nó hôn mê không song hành với nồng độ NH3 trong máu. Cơ chế thứ hai là tăng chất dẫn truyền thần kinh giả và thay thế tất cả các hoạt động của chất dẫn truyền thần sinh lý, và cần nhớ đó là chất gì. Và cơ chế thứ ba mất cân bằng có nghĩa là nồng độ chất dẫn truyền thần kinh ức chế GABA tăng cao, do đó nó sẽ ức chế não và dẫn đến mức độ hôn mê sâu hơn. Thì đó là nội dung của bài gan chị trao đổi với các em. Em xem lại xem có thắc mắc gì không ạ? Đó là nội dung về bài gan ha. Em xem lại xem. Em xem lại xem có thắc mắc gì về cái bài giảng gan của chị không? À, có thể là Alo, cho em hỏi cô ơi. rồi em hỏi đi ạ. Dạ, cô thấy cô nói là gan nó chức năng gan có tổng hợp các yếu tố đông máu của cô. Nãy cô nhấn mạnh là cái yếu tố là 5 7 9 10 á. Trong giáo trình mình là hầu như nó đủ hết, chỉ còn thiếu 3 4. Vậy là do 5 7 9 10 nó quan trọng hay là sao không? Chị có để chấm chấm đó cưng, nhưng mà gì thật sự á, trong xét nghiệm á, mình làm chủ yếu là yếu tố 1, yếu tố 2. Yếu tố 1 là định lượng rotamin á, yếu tố 2 là thời gian định lượng fibrinogen, và yếu tố 2 nó là định lượng thời gian rotamin, nó là TQ á em. Đây là hai cái nhóm xét nghiệm mà cũng là hai yếu tố rất là quan trọng trong cái những cái yếu tố đông cầm máu. Không biết trong quá trình làm việc ở bệnh viện em có thấy bác sĩ làm những cái xét nghiệm giống như chị cũng nói không? Em cứ mạnh dạn trao đổi với chị ạ. Có những cái gì mình không có hiểu á, hoặc là ở lâm sàng mình phát hiện ra cái gì đó, mình có thể trao đổi với chị thêm. Chị hướng dẫn em theo cơ chế bệnh sinh, theo cơ chế hình thành ra những cái biểu hiện đó. Cô cho hỏi. Ừ. Em thấy trong nãy cô có nói là cái mức độ hôn mê gan Ừ. nó không có song hành là cái nồng độ NH3 trong máu, Ừ. là cái nồng độ mà GABA, còn cái tăng cái nhấn chìm sinh giả. Ừ. Em không có nghe cô nói đề cập là trong ba cái đó cái nào quyết định cái mức độ nặng nó không mơ không hay là vô nhân khác nữa. Bây giờ chị nói lại một lần nữa. Nếu như ở đây là mình có ba cơ chế nó song hành luôn, và mình không có đánh đồng là cái nào quan trọng hết, bởi vì biểu hiện lâm sàng của gan nó rất là đa dạng. Do đó nếu như mình dựa vào NH3 không thì nó cũng không giải thích được những cái triệu chứng khác đi kèm. Ví dụ NH3 đó thì em chỉ giải thích được tại sao bệnh nhân hôn mê gan lại có những cái mùi mà trong sách vở ghi nhận như vậy, nhưng em không giải thích được những cái dấu hiệu mà mình gọi là tiền hôn mê gan. Mình cũng không giải thích được là cái nồng độ của GABA. Do đó chị khẳng định với các em là cái ba cái cơ chế này mình không cho cái nào là quan trọng hơn cả. Bởi vì nó đều là
Khi suy tế bào gan sẽ tạo ra ba cái cơ chế như vậy. Tuy nhiên còn những cái cơ chế khác nữa, ví dụ như là liên quan đến gluco máu nữa. Tuy nhiên đây là ba cơ chế mà được ghi nhận nhiều trong sách vở. Thì nên chị mới trao đổi với các em. Còn cái gì nữa không ạ? À, hôm trước á, chị không biết là ba lớp mình có bạn nào hỏi chị về cái chỉ số Tiefener á, tại vì trong bài giảng của chị nhiều khi đánh máy á, nó bị sai số. Vì trong quyển sách của em cái bài mà rối loạn sinh lý bệnh về hệ thống hô hấp á, thì cái chỉ số Tiefener trong sách hình như là 70 đến 75%, nhưng mà trong PowerPoint khi chị trình bày thì em phát hiện ra, thì chị cũng giải thích với em như thế này: thật ra chỉ số nó dưới 70 thì mình mới gọi là nó bất thường, do đó cái con số trên nó không có quan trọng, nhưng mà con số đúng trong sách nha. Chị đã chỉnh sửa vào cái PowerPoint của mình rồi, cảm ơn em đã phát hiện ha. Cái chỉ số mà mình thăm dò chức năng hô hấp đó, nó bất thường khi chỉ số này nhỏ hơn 70. Rồi nhân cơ hội này chị muốn giải thích lớp, bữa hổm chị quên hỏi coi lớp nào.